Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ sp4shop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Lightroom để chúng ta tạo ra cái hiệu ứng cinematic. Đặc biệt nhấn mạnh là có cái thanh màu đen ở phía trên và phía dưới, cách tạo của nó làm sao. Đấy, ok, nhiều bạn rất thắc mắc là làm sao trong Lightroom mà tạo được những cái đó. Các bạn nhìn thấy nhiều trong những cái preset về cinematic, người ta click vô là có sẵn. Thì vấn đề là làm sao chúng ta tạo được như vậy. Thì đây, cách tạo như sau ha. Đầu tiên thì mình sẽ blend màu một chút xíu đã. Stock ở đây mình sử dụng stock của bạn Việt Hùng Đỗ, Việt Hùng Đỏ, Việt Hưng Đỗ, Việt nói chung bạn viết không dấu cho nên là Việt Hùng Đỗ. Đại khái thế. Rồi đây thì mình sẽ lên màu nhẹ nhàng cinematic một chút xíu. Ví dụ như là mình sẽ chỉnh lại về cái màu gốc primary, những cái màu gốc như này mình sẽ chỉnh lại chút xíu cho nó hơi lịch lịch màu đi chút xíu, để sao cho nó vừa mắt và nó ảo ảo, giống như kiểu ơi mình sẽ không bật này lên, mình chỉ có remove chromatic thôi. Noise sharpening lên chút xíu, có thể là cái hiệu ứng đâu nhỉ? Effect đây, mình sẽ cho nó grand một chút xíu, ý là những cái noise, mình add noise vô nhìn cho nó cinematic. Rồi đại khái vậy. Thì tiếp theo là mình sẽ chỉnh lại cái màu, ví dụ như là màu trời chẳng hạn thế. Màu trời thì mình sẽ có đây cái hue saturation SSL và mình sẽ ở đây cái phần màu blue ha. Màu blue thì mình sẽ cho cái màu trời ở đây, có thể thấy là màu trời đây là màu xanh. Tuy nhiên mình muốn chuyển nó sang màu xanh khác, ví dụ như là một cái màu xanh mà kiểu cyan như thế này chẳng hạn thế. Aqua mình cũng sẽ giảm tại vì nó có một chút màu aqua. Sau đó mình giảm làm cho nó tối đi. Còn màu aqua mình sẽ cho sáng lên, thì các bạn sẽ thấy là màu nó rất là đều từ trên xuống dưới, nhìn nó đẹp hơn. Tương tự như vậy, phía trên cùng này thì đây những cái phần là black này thì mình sẽ đưa nó lên như thế này để cho nó có một chút cái fade, hiệu ứng fade, tức là hơi mờ mờ cái phần tối đó. Clarity lên chút xíu, contrast lên chút xíu, shadow lên chút xíu, highlight có lẽ là mình sẽ để cho nó tăng để mà cho nó nhìn cho nó hoành tráng tí. Ở đây mình cái hình của chúng ta nó đang hơi tối, mình sẽ tăng sáng lên. Ở đây mình chỉ làm đơn giản như vậy thôi. Và cái chính của chúng ta là sử dụng gradient filter để chúng ta tạo ra cái đường biên màu đen ở trên và ở dưới đúng cái kiểu cinematic. Đầu tiên ha, chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ gọi là gradient tool, gradient filter. Thì đây thì nhiều bạn thắc mắc là làm sao để tạo. Đơn giản thôi, đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cái filter nhẹ nhàng này xuống. Từ trên xuống chúng ta sẽ giữ phím shift ha. Giữ phím shift và kéo từ trên xuống đó, đại khái thế. Sau đó thì chúng ta sẽ làm cho nó tối, làm cho thành màu đen bằng cách là giảm exposure đi. Giảm hết cỡ luôn. Contrast chúng ta tăng contrast lên hết cỡ luôn. Highlight thì chúng ta sẽ giảm hết cỡ xuống để cho nó tối mà. Shadow thì mình sẽ cho nó giảm luôn. Clarity tăng lên. Sharpness là những cái phía dưới này thì không có liên quan, cho nên là mình thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tiếp theo là sẽ bấm vào phím tab, tức là cái tab 3, tức là cái phím mà dài dài trên bàn phím các bạn đó. Ta đè ra cái zoom, thì bạn click vào zoom. Thì đây các bạn sẽ thấy là nó có cái đường biên này. Khi chúng ta mở rộng ra thì các bạn có thể thấy là nó sẽ mờ. Tuy nhiên là khi chúng ta giữ phím shift, chúng ta kéo lên tới khi nào nó bằng nhau. Đó, bằng nhau như thế này thì nó sẽ đều, khá là đẹp và nó sẽ thẳng. Đó, nó thẳng tắp vậy luôn. Nhớ giữ phím shift như kéo thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái thanh màu đen như thế này. Tuy nhiên là nó sẽ chưa có tối hẳn đâu, cho nên chúng ta sẽ phải bấm chuột phải và chọn duplicate lên vài lần. Tương tự vậy, sau đó chúng ta duplicate lên lần nữa và đây ta đưa xuống dưới. Tiếp tục chúng ta giữ phím tab 3. Giữ phím tab 3, phím dài dài và chúng ta sẽ ra cái zoom như thế này. Thì đây chúng ta sẽ giữ phím shift ha. Và kéo lật nó lên, chỉ kéo nhẹ nó lên là tự động nó sẽ đảo cái chiều lại. Tiếp tục chúng ta giảm xuống sao cho nó vừa bằng như thế này. Và click OK. Tuy nhiên đây các bạn có thể thấy là ở đây nó không có, trong cái Lightroom thì nó không có cái rule, tức là cái công cụ thước kẻ. Cho nên là chúng ta sẽ phải làm sao cho nó bằng nhau. Có một cái cách, có hai cách. Một là chúng ta sử dụng thước kẻ ngoài đời thực. Nghĩa là chúng ta lấy cái thước kẻ chúng ta kê vô, ở trên bao nhiêu, ở dưới bao nhiêu, cho nó bằng nhau.
Còn cách thứ hai, cách một thì có thể là sẽ bị chầy màn hình, cho nên cách thứ hai an toàn hơn. Chúng ta vào view, chọn cái lốp overlay, chúng ta bật cái grid lên. Bật grid lên thì nó sẽ tự động nó hiện ra như thế này. Thì các bạn sẽ làm sao, ví dụ như là chọn cái tỷ lệ mặc định là sao cho các bạn cảm thấy nó đẹp. Ví dụ như là mình đây mình muốn mình sẽ lấy ở trên 3 ô, ở dưới 3 ô. Thì luôn luôn nó bằng nhau, cho nên là đây mình sẽ sử dụng cái gradient filter này. Ta click vào đây, đưa lên 3 ô. Đó. Click đưa lên 3 ô. Rồi, nó vừa bằng 3 ô đây, những cái thừa cái WK mình sẽ WK lại, bấm chuột phải cho WK. Chúng ta WK một khoảng cỡ 3 4 lần thì nó tự động nó đen kịt lại. Tương tự phía dưới này thì mình cũng sẽ đưa nó xuống, nhớ giữ phím shift không nó lại bị lệch. Đưa nó xuống 3 ô. Đó. Có thể thấy là chúng ta nó chưa có tối hoàn toàn. Đây cũng bấm chuột phải này, chọn WK vài lần tự động nó tối đen lại. Click OK. Đó, sau đó chúng ta sẽ vào lại view, chọn lock overlay và tắt đi. Hoặc là control alternate o. Đơn giản là thế thôi. Đó, thì đây chúng ta đã làm xong cái thanh phía trên phía dưới khá đơn giản. Tương tự như vậy, ví dụ muốn xóa đi thì chúng ta chỉ việc sử dụng cái gradient này tích vô rồi bấm nút delete là tự động nó xóa đi thôi. Bấm delete vài lần là xong. Đây chúng ta muốn copy vào một cái hình khác hay gì sao? Ví dụ như là muốn copy cái thanh này chẳng hạn, thế cái thanh đen thanh trên dưới này. Ta sẽ chọn vào cái hình mà chúng ta đã làm xong rồi ha. Bấm qua những cái bộ hình khác chẳng hạn vậy. Sau đó chúng ta sẽ chọn là sync. Sync vào này, đồng bộ ha. Thì đây mặc định có thể là check on thì đây nó bấm vào check none. Sau đó có thể là chọn một cái process version cho nó khỏi thông báo mất công. Và chúng ta chỉ cần quan tâm một cái là gradient filters. Click vào check vào đây ha và click vào synchronize. Từ tự động những cái hình khác nó sẽ có những cái thanh đèn tương tự như vậy. Và muốn tạo ra một cái preset mà có cái thanh đen này thì chúng ta sẽ click vào cái preset này, chọn mở ra, chọn cái preset. Ở đây mình sẽ chỉ check vào cái gradient filter. Ở đây mình sẽ chọn là ví dụ như là black bar chẳng hạn, thế black bar cinematic. Rồi, cinematic. Rồi đại khái như vậy, click OK, click create. Thì chúng ta sẽ có cái black bar cinematic, sau này những cái hình khác là click vào đây cái tự động nó tạo luôn. Rồi ok, cảm ơn theo dõi tôi này. Khá đơn giản ha. Comment cho mình biết các bạn muốn tutorial sau mình sẽ làm vấn đề gì và đừng quên like, subscribe và để lại comment phía dưới. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau.